Xin chào thầy, các anh chị cùng tất cả các bạn. Tôi tên là Trương Thành Phát. Hôm nay tôi xin đại diện cho nhóm lâm sàng lớp IC khóa 47, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, giải đáp thắc mắc liệu rằng truyền máu có khả năng mắc hiện tượng khai mí rờ hay không? Như vậy, để có thể trả lời cho câu hỏi trên, trước tiên chúng ta cần cùng nhau tìm hiểu xem hiện tượng khai mí rờ là gì. Và trên đây là một cái ví dụ minh họa về hiện tượng khai mí rờ. Năm 2009, ghi nhận có một trường hợp một cô ca sĩ kiêm người mẫu 33 tuổi người California được chẩn đoán là mắc tình trạng hiếm gặp gọi là hiện tượng chimera. Cô gái này đã hấp thụ chính người anh chị em sinh đôi của mình ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Kết quả là tất cả mọi thứ ở phần cơ thể bên trái của cô đều lớn hơn và to hơn so với phần cơ thể bên phải. Thậm chí cô còn có tới hai hệ thống miễn dịch và hai dòng máu khác nhau cùng chảy bên trong một cơ thể người. Như vậy, thông qua câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra khái niệm về hiện tượng chimera. Thì hiện tượng chimera là một đột biến di truyền mà vô cùng hiếm gặp trên cơ thể con người. Hiểu một cách đơn giản thì hiện tượng chimera là biểu hiện cơ thể của một người có chứa các cái tế bào của hai hoặc là nhiều cá thể khác nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp thì liệu rằng truyền máu có khả năng mắc chimera hay không? Và câu trả lời ở đây là có. Truyền máu có khả năng mắc chimera. Tuy nhiên thì truyền máu mắc chimera là một tình trạng hiếm gặp và chỉ xảy ra khi mà cái người nhận máu truyền máu có chứa các cái tế bào gốc stem cell của từ cái cơ thể của người cho máu không tương thích. Và trên đây là hình ảnh minh họa về tế bào gốc. Như vậy thì nếu như nói truyền máu có khả năng mắc hiện tượng chimera, vậy thì nguyên nhân chính mà dẫn đến truyền máu mắc chimera là gì? Và câu trả lời đó sẽ được giải đáp ngay bây giờ đây. Thì chúng ta có hai cái nguyên nhân chính dẫn đến truyền máu mắc chimera. Nhóm nguyên nhân thứ nhất nhất thuộc về tình trạng di truyền, nhóm nguyên nhân thứ hai là thuộc về liệu pháp tế bào gốc. Về nguyên nhân thứ nhất tình trạng di truyền thì thường nhóm nguyên nhân này sẽ liên quan đến những cái bệnh nhân mắc cái hội chứng truyền máu song thai, TTTS stand for twin twin chain fusion syndrome. Thì đối với những bệnh nhân mắc hội chứng này thì hai thai nhi sẽ truyền máu qua lại lẫn nhau làm tăng cái nguy cơ mắc hiện tượng chimera, và đây cũng là cái nguyên nhân mà gây ra cái hiện tượng chimera ở cô ca sĩ 33 tuổi người California mà chúng ta đã đề cập ở ở đoạn đầu của video. Tiếp theo, nhóm nguyên nhân thứ hai là liệu pháp tế bào gốc. Vậy thì liệu pháp tế bào gốc là gì? Liệu pháp tế bào gốc là cái thủ thuật sử dụng tế bào gốc để điều trị bệnh, và cái tế bào gốc này thì nó sẽ có ở trong máu. Và tế bào gốc này thì chúng ta sẽ lấy từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất chúng ta sẽ lấy từ chính cơ thể của bệnh nhân, và nguồn thứ hai thì chúng ta sẽ lấy tế bào gốc từ người hiến tặng tế bào gốc. Và khi cái tế bào gốc này được lấy từ người hiến tặng thì nó sẽ có cái nguy cơ xảy ra cái hiện tượng chimera. Bởi vì như chúng ta đã biết thì tế bào gốc nó còn có một cái tên gọi mỹ miều khác, đó chính là chiếc chìa khóa của sự sống. Bởi vì nó là chiếc chìa khóa của sự sống, cho nên nơi nào có tế bào gốc thì nơi đó sẽ có một cái sự sống mới sinh sôi và nảy nở. Và khi cái tế bào gốc của cái người hiến tặng được cấy ghép vào bên trong cơ thể của cái người được nhận thì nó có nguy cơ sẽ xảy ra những cái đột biến di truyền dẫn đến là sẽ có trong cơ thể của một người nhưng lại mang các cái tế bào của hai cá thể khác nhau, và đây cũng là cái khái niệm về hiện tượng chimera mà chúng ta đã được tìm hiểu. Và nội dung cuối cùng là nói về các cái yếu tố nguy cơ mắc chimera do truyền máu. Chúng ta có hai nhóm nguyên nhân chính, có hai nhóm yếu tố nguy cơ chính. Thứ nhất là người nhận máu hoặc là người hiến máu có nhóm máu hiếm. Thì như thế nào là một nhóm máu hiếm? Nhóm máu hiếm là những nhóm máu nào? Thì theo Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ở Việt Nam chúng ta chỉ có khoảng 0,1% những người thuộc một trong bốn nhóm máu sau đây, đó là nhóm máu O trừ, A trừ, B trừ và AB trừ. Thì những người thuộc một trong những nhóm máu dưới sau đó, những nhóm máu đó được xem là người có nhóm máu hiếm. Và khi mà truyền máu, nếu như mà người nhận máu hoặc là người hiến máu có cái nhóm máu hiếm thì nó sẽ là cái yếu tố nguy cơ dẫn đến hiện tượng chimera do truyền máu. Đối với nhóm yếu tố nguy cơ thứ hai là người nhận máu cần truyền máu nhiều lần, thì cái nhóm
yếu tố nguy cơ này thường gặp trên những cái đối tượng bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học. Ví dụ như bệnh nhân mắc hội chứng thiếu máu, ví dụ như bệnh nhân bị mắc thiếu máu hồng cầu hình liềm HBS, thiếu máu hồng cầu hình bia HBC, bệnh bạch cầu, hoặc là bệnh nhân bị thiếu máu tán huyết, ứ sắt, thalassemia, thì bệnh nhân sẽ cần truyền máu nhiều lần. Và ví dụ về cái nhóm yếu tố nguy cơ này, chúng ta có hai cái báo cáo, một báo cáo năm 2015 và một cái báo cáo năm 2019 đã phát hiện hai trường hợp một người phụ nữ mắc chimera do truyền máu được phát hiện vào năm 2015 và một trường hợp là một người đàn ông mắc chimera do truyền máu vào năm 2019. Đối với người phụ nữ thì do cô ta bị mắc bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm HBS nên cô ta đã cần truyền máu đến 10 lần trong 10 năm và qua các xét nghiệm thì cho thấy người phụ nữ này mang trong mình hai nhóm máu khác nhau là nhóm máu A và nhóm máu O. Tương tự thì người đàn ông này cũng bị mắc bệnh bạch cầu. Vì thế anh ta cần truyền máu 20 lần trong vòng 20 năm. Qua các xét nghiệm thì cũng cho thấy là trong người đàn ông này mang tới hai nhóm máu khác nhau là nhóm máu A và nhóm máu B. Qua cái video này thì những cái vấn đề chính chúng ta cần nắm đó chính là khái niệm về hiện tượng chimera, truyền máu có khả năng mắc chimera, nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy, các bạn đã cùng các anh chị đã chú ý lắng nghe. Thank you for your attention. Goodbye.